Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ 6 ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam về công tác tuyên truyền quảng bá tỉnh Lâm Đồng trên sóng truyền hình Việt Nam. Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ chủ chốt của tỉnh Lâm Đồng. Thầm lặng làm đẹp cho đời. Gia tăng bệnh nhân sốt xuất huyết. Nga nêu quan điểm về mối quan hệ với Mỹ. Phát triển phong trào yoga ở Lâm Đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại văn phòng tỉnh ủy, ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam về công tác tuyên truyền quảng bá tỉnh Lâm Đồng trên sóng truyền hình Việt Nam do ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và thành phố Đà Lạt. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đa đã thông tin chung về công tác phối hợp thông tin tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Lâm Đồng trên sóng truyền hình Việt Nam thời gian qua. Thông qua kênh sóng của VTV đã khẳng định tiềm năng về vùng đất con người, các thế mạnh về kinh tế, văn hóa xã hội, du lịch, góp phần thúc đẩy địa phương phát triển. Để công tác tuyên truyền hiệu quả, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của VTV tác nghiệp, kịp thời tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện của tỉnh Lâm Đồng trên sóng VTV. Đặc biệt những sự kiện lớn như Festival Hoa Đà Lạt, Tuần Văn hóa Trà Lâm Đồng, Năm Du lịch Quốc gia 2014, quảng bá nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Bên cạnh đó, Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện tốt việc phối hợp tạo điều kiện cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng xây dựng tin phóng sự phát sóng trên VTV. Đại diện các ban của Đài Truyền hình Việt Nam và các ngành của tỉnh Lâm Đồng đã tập trung trao đổi về nâng cao chất lượng thông tin các sự kiện liên quan, xây dựng đề tài phát sóng, cách thức tổ chức thực hiện những vấn đề mang tính quảng bá lớn như phát triển du lịch, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao và một số tin phóng sự, phim tài liệu hấp dẫn về Đà Lạt Lâm Đồng. Về nội dung tuyên truyền quảng bá trong thời gian tới, được hai bên thống nhất với kế hoạch đề ra. Đặc biệt từ nay đến cuối năm 2018, tỉnh Lâm Đồng và Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường phối hợp quảng bá các sự kiện quan trọng của địa phương, trong đó chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công liên hoan truyền hình toàn quốc. Một sự kiện có ý nghĩa quan trọng của quốc gia được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng vào tháng 12 sắp tới. Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa VTV và tỉnh Lâm Đồng những năm qua có mối khăng khít chặt chẽ. Đây chính là điều kiện tốt để việc tuyên truyền quảng bá cho địa phương. Nhất là hình ảnh về Đà Lạt, trung tâm chính trị, kinh tế, tiềm năng thế mạnh về văn hóa truyền thống, du lịch, được thông tin kịp thời đến công chúng trong và ngoài nước. Ông Trần Bình Minh khẳng định, trong thời gian tới, sẽ tạo điều kiện tốt nhất để thông tin quảng bá hình ảnh của Lâm Đồng trên sóng VTV, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, phương diện của tỉnh Lâm Đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư tỉnh ủy, cảm ơn sự quan tâm của Đài Truyền hình Việt Nam đối với công tác tuyên truyền về tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Lâm Đồng trong những năm vừa qua có sự phát triển mới, góp phần vào thành công này có sự giúp đỡ của VTV về công tác tuyên truyền thông tin. Phải khẳng định, thông qua kênh sóng VTV phản ánh, nhiều vấn đề, lĩnh vực được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành địa phương vào cuộc giải quyết cũng như xây dựng mô hình nhân rộng. Bí thư tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với tỉnh Lâm Đồng nói chung và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng nói riêng, không chỉ về công tác tuyên truyền mà cả đầu tư công nghệ. Đối với việc đăng cai liên hoan truyền hình toàn quốc sắp tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành tốt nhằm thực hiện quảng bá rộng rãi hình ảnh vùng đất con người Đà Lạt Lâm Đồng đến với công chúng. Sáng ngày 26 tháng 10, tỉnh ủy Lâm Đồng đã bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho lãnh đạo quản lý chủ chốt của tỉnh. Tham dự có đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy, các ngành công an, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và 52 đồng chí là ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành, bí thư, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần của đội ngũ báo cáo viên và học viên đã thể hiện trách nhiệm, tập trung phổ biến, nghiên cứu, đảm bảo chất lượng, nội dung theo kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra 52 bài thu hoạch cho thấy nội dung được học viên nghiên cứu khá kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần học tập cao.
Một số bài có cách phân tích theo hướng đổi mới, nội dung bám sát với thực tiễn. Điều này rất bổ ích và mang tính thiết thực cao. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo quản lý chủ chốt của tỉnh cần phát huy trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương. Những nội dung được nghiên cứu cần áp dụng, gắn với việc triển khai nhiệm vụ ở cơ sở. Để làm được điều này, người đứng đầu phải phát huy tinh thần nêu gương, gương mẫu trong công việc. Đồng thời, sớm có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng tại từng cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là đội ngũ cán bộ, giảng viên, nắm bắt thông tin, nhận thức sâu sắc về quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển. Trong thời gian tham gia lớp học, học viên được các đồng chí thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ngành công an, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp báo cáo 7 chuyên đề liên quan đến xây dựng Đảng và tổ chức bộ máy, xây dựng chính phủ liêm chính, phục vụ và hành động, công tác tư tưởng, lý luận, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, chiến lược quốc phòng an ninh, đối ngoại. Đây là lớp bồi dưỡng thứ hai được tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức. Ngày 26 tháng 10, Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 đã chủ trì kết luận việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Cùng dự có ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Qua thực tế kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt và các cơ quan của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khu căn cứ hậu cần kỹ thuật huyện Lạc Dương trong các ngày 25-26 tháng 10 2018, đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2018. Nổi bật là làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu trên giao, tỷ lệ đảng viên đạt 4,73%, huấn luyện giáo dục chính trị cho các đối tượng, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới. Các mặt hội thi, hội thao đều đạt kết quả cao, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Kết luận kiểm tra, Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phối hợp với lực lượng công an và các sở ngành liên quan, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xử lý tốt tình huống xảy ra, giữ gìn và củng cố tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt. Đối với công tác xây dựng lực lượng, Trung tướng Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phải có biện pháp cụ thể tham mưu cho tỉnh phát triển lực lượng dân quân thường trực vững mạnh, rộng khắp, bảo đảm các trang bị, công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phát triển chung của xã hội, chú trọng giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng cho cán bộ chiến sĩ, nhất là trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Đẩy nhanh giải quyết các tranh chấp tồn đọng về đất quốc phòng, rà soát quản lý chặt chẽ các khu vực, trường huấn luyện được giao quản lý tại các địa phương. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, chiều hôm qua 25 tháng 10, sau khi nghe chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật bảo vệ bí mật nhà nước, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về nội dung của dự thảo luật này. Cùng với các vị đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tham gia đóng góp ý kiến. Các đại biểu của đoàn Lâm Đồng cùng với các đại biểu Quốc hội khác đã đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng, tiếp cận bí mật nhà nước, quy định về tiêu chuẩn đối với người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước, quy định cụ thể chặt chẽ hơn đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước. Liên quan đến dự thảo luật bảo vệ bí mật nhà nước, đại biểu đoàn Lâm Đồng Nguyễn Tào đã có ý kiến góp ý tại hội trường Quốc hội. Thống nhất với tên gọi của dự án luật, đề nghị ban soạn thảo cần bổ sung một số điều quy định rõ về đối tượng áp dụng của luật bảo vệ bí mật nhà nước, đồng thời đề nghị ban soạn thảo có rà soát kỹ lại về phạm vi bí mật nhà nước theo hướng có đối chiếu với các luật chuyên ngành và luật tiếp cận thông tin để quy định cụ thể từng lĩnh vực nội dung nào cần phải được bảo vệ bí mật nhà nước. Vì hiện nay nếu quy định ở điều 7 trên 15 lĩnh vực thì quá rộng và không kịp thời điều chỉnh thì dễ bị áp dụng một cách tùy tiện, tránh tình trạng hạn chế quyền tiếp cận thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân không đúng quy định, mâu thuẫn với quy định về dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định trong các luật chuyên ngành có liên quan, ví dụ như luật khiếu nại tố cáo, luật quy hoạch. 2. Bản thân tôi xin bổ sung điều 7 của dự thảo luật về phạm vi bí mật nhà nước. Xin bổ sung trong lĩnh vực về luật phòng chống tham nhũng thì có một thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia
về việc kê khai tài sản của các đối tượng phải kê khai theo quy định của pháp luật phục vụ cho công tác phòng chống tham nhũng. Bởi các lẽ như sau, về cơ sở pháp lý thì tới đây chúng ta sẽ thông qua luật về phòng chống tham nhũng, thì tại dự thảo luật phòng chống tham nhũng ở điều 52 có quy định về cơ sở quốc gia về dữ liệu kê khai tài sản của các đối tượng phải có nghĩa vụ tài sản kê khai theo quy định của pháp luật, rồi có quy định về việc quản lý và cung cấp thông tin của cái dữ liệu theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại điều 42 của dự thảo luật phòng chống tham nhũng. Bởi các lẽ sự tác động khi bị lọt lộ bí mật đời tư của người và gia đình, đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật, bảo đảm cái sự an toàn về tính mạng và sức khỏe của người và gia đình khi cái người đó bị kẻ xấu lợi dụng. Do đó, tôi thiết nghĩ rằng pháp luật phải có các biện pháp để bảo vệ sự an toàn về tính mạng và sức khỏe của người và thân nhân của họ thuộc đối tượng phải kê khai. Hai là khi kẻ xấu lợi dụng những thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kê khai tài sản thì sử dụng vào việc chống phá, gây mất đoàn kết và thông tin chống phá chế độ, v.v. thì đây là một, tôi cho rằng đây là một lĩnh vực hết sức quan trọng và được cần sự điều chỉnh và đưa vào danh mục thuộc điều 7 thuộc phạm vi bí mật bảo vệ bí mật nhà nước. Hai là với phạm vi bí mật bảo vệ bí mật nhà nước thì với cái phạm vi điều chỉnh trên 15 lĩnh vực khác nhau quá rộng như thế thì dễ bị áp dụng tùy tiện. Do đó, theo tôi thiết nghĩ, chúng ta thiết kế lại điều 7 và điều 9 để có sự logic với nhau, là thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải là thông tin quan trọng chưa được công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Về các nội dung theo danh mục đã được quy định tại điều 9, thì trong điều 9 chúng ta quy định cái trình tự thủ tục ban hành cái danh mục về bảo vệ bí mật nhà nước. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin: Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho địa phương. Cùng gặp gỡ với những con người thầm lặng làm đẹp cho đời. Sáng nay, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã khai giảng năm học mới 2018-2019. Ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã đến dự. Năm học mới 2018-2019, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng chào đón 229 tân sinh viên, nâng tổng số sinh viên hiện có của nhà trường lên gần 1.500, với các ngành học như ngành điều dưỡng, y học, ngành dược. Trong năm học vừa qua, đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã nâng cao chú trọng đổi mới chất lượng dạy và học, nên tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt tỷ lệ cao. Cụ thể, trong khóa học 2014-2018, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng đạt cao, trong đó tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt loại xuất sắc chiếm 0,64%, giỏi chiếm tỷ lệ hơn 7%, khá chiếm tỷ lệ 55%. Riêng về hệ trung cấp, trong khóa học 2015-2018, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá giỏi chiếm hơn 60%. Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong công tác đào tạo đội ngũ ngành y dược cho tỉnh nhà trong thời gian qua, và mong muốn trong năm học mới, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, đồng thời tiếp tục liên kết với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước để thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Song song đó cần chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu y học để giúp sinh viên được học tập và tiếp cận với những kiến thức mới tiên tiến, qua đó để áp dụng vào công việc đạt kết quả cao sau khi tốt nghiệp ra trường. Dịp này, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng cũng đã khen thưởng cho 37 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và phong trào đoàn năm học 2017-2018. Sáng 26 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt, cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo với chủ đề xác định nhu cầu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức các tỉnh thành phố. Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, cán bộ công chức viên chức giảng viên đến từ 12 tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Nam Nam Trung Bộ đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thông qua 14 tham luận về một số nội dung mới trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức, xác định nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng đối với các chương trình cập nhật nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, xác định nhu cầu xây dựng kế hoạch đào tạo, nhu cầu bồi dưỡng theo vị trí việc làm đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ, ngành nội vụ. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp sẽ làm tiền đề để cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác đào tạo bồi dưỡng, từ đó xây dựng đội ngũ công chức viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực,
đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong xu thế hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sáng ngày 26 tháng 10, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh tổ chức hội thi công chức tư pháp hộ tịch giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2018. Hội thi thu hút 12 đội thi đến từ 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở 3 phần: thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, phần xử lý tình huống và tiểu phẩm với các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức tư pháp hộ tịch, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, lồng ghép với các tiểu phẩm tình huống xảy ra trong thực tế tại các địa phương, dựa trên các tiêu chí về thời gian, kỹ năng xử lý tình huống, trả lời các câu hỏi để ban giám khảo chấm điểm xếp loại. Thông qua hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ công chức tư pháp hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tư pháp ở cơ sở, đồng thời qua đó bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức, pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức tư pháp hộ tịch cấp xã, từ đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Kết thúc hội thi, đội thi công chức tư pháp hộ tịch huyện Bảo Lâm đã xuất sắc giành giải nhất, nhì thuộc về thành phố Đà Lạt và huyện Đạ Oai. Đơn vị huyện Lâm Hà, Đam Sơn và Đơn Dương xếp thứ 3. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải khuyến khích, giải tiểu phẩm hay nhất, xử lý tình huống hay nhất và cổ viên nhiệt tình nhất. Thưa quý vị, có những con người vì cuộc sống mưu sinh, nhưng hơn hết cũng vì để giữ gìn cho môi trường được xanh sạch đẹp hơn mà họ quên đi vất vả, quên đi giờ giấc làm việc. Đó chính là những công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc tại các trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng ở các địa phương trong tỉnh hiện nay. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những công nhân đội vệ sinh môi trường trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đà Tẻ qua phóng sự sau để hiểu rõ hơn những việc làm của những con người thầm lặng. 2 giờ sáng, dưới ánh đèn đêm khuya khoắt, trong lúc mọi người đang ngon giấc, chúng tôi nhận ra được tiếng xe, tiếng chổi quét rác ở những tuyến đường. Đó là công việc của hàng trăm công nhân đội bảo vệ môi trường thuộc Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Công cộng huyện Đà Tẻ. Đã nhiều năm trôi qua, dẫu biết vất vả, thức khuya, dậy sớm, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì muốn đóng góp công sức của mình cho xã hội, nên mọi người xem đó là công việc hết sức bình thường. Mấy chị em công nhân thì rác thì nhiều, đẩy mệt lắm, quét đất như mấy thì mệt, làm để chị em làm được khoảng 5-6 năm rồi. Làm giúp ích cho xã hội sạch sẽ thì mình thấy vui vẻ thôi. Như lời tâm sự của chị Huệ, đội bảo vệ môi trường thuộc Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Công cộng huyện Đà Tẻ, mỗi người công nhân ở đây phải làm việc ngày đêm để thu gom, xử lý rác thải của 10 xã và thị trấn Đà Tẻ. Bình quân mỗi ngày thu gom 30 tấn rác. Với 26 con người mà thu nhập chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng một người một tháng, thì họ vất vả biết nhường nào. Bởi đây là công việc đối diện với mùi hôi, ô nhiễm, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe rất lớn. Cùng với bảo vệ môi trường, những công nhân ở đây còn kiêm nhiệm việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ở các tuyến đường trung tâm thị trấn Đà Tẻ, huyện Đà Tẻ. Cảnh quan môi trường đô thị ở đây rất tốt. Theo tôi cảm nhận là đường rất là sạch sẽ, các lao công của thị trấn làm đường quét lá rất là sạch, cây xanh phát triển rất là tốt. Tôi thấy là bộ mặt của thị trấn ngày càng khang trang và phát triển. Chúng tôi là người dân, tôi rất là lấy làm vinh dự và mừng lắm. Với địa bàn trải rộng, số lượng công nhân vệ sinh môi trường không nhiều, cùng với nỗ lực của đơn vị. Trong những năm qua, để bảo vệ môi trường sinh thái, huyện Đà Tẻ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân cùng chung tay thực hiện tốt công tác này, góp phần xây dựng môi trường cảnh quan ngày một xanh, sạch, đẹp hơn. Chúng là đơn vị cũng rất quan tâm về vấn đề này, cùng vận động các đồng chí cán bộ, nhân viên, nhất là những người lao động để làm tốt cái nhiệm vụ này. Với trên vai trò là thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị, thì anh em cán bộ công nhân lao động cũng rất là đoàn kết, thống nhất và giờ giấc làm việc thì cũng phù hợp để tránh thủ thu gom rác thải, không để ứng đồng ra ngoài đường để làm mất vệ sinh môi trường. Đà Tẻ hôm nay đã có nhiều đổi thay, những bước phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa. Và chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được một sức sống mới với nhiều màu xanh nơi đây. Trong sự thay đổi đó, có một phần đóng góp công sức của những công nhân đội vệ sinh môi trường.
những con người đang làm những công việc hết sức thầm lặng cho xã hội. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn trên các lĩnh vực. Chiều hôm qua 25 tháng 10, Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh và Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và tặng quà các hội viên thành phố Đà Lạt. Đoàn đã đến thăm bà Lê Thị Vàng ở đường Trương Văn Hoàng thuộc phường 9 Đà Lạt, bị bệnh nhiều năm và có hoàn cảnh rất khó khăn. Hội cũng đã đến thăm ông Huỳnh Văn Sang 92 tuổi tại chung cư 69 Hùng Vương thuộc phường 9 Đà Lạt, bị liệt nhiều năm nay. Đoàn đã thăm hỏi và động viên hai hội viên và mong các hội viên phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn, kiên cường, vững vàng, lạc quan chiến đấu với bệnh tật, sống khỏe mạnh vui tươi. Đây là hoạt động thường xuyên của cấp hội nói chung và hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng, nhằm động viên chăm lo đời sống và thắt chặt tình đoàn kết của các chiến sĩ quân nhân từng chiến đấu trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Chiều ngày 25 tháng 10, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt đã đến thăm và tặng quà cho cô giáo Vũ Thị Hương, sinh năm 1991, bị ung thư đại tràng, hiện đang giảng dạy tại trường mầm non Xuân Thọ thành phố Đà Lạt. Đây là một trong 230 trường hợp bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thành phố được các đơn vị cá nhân quyên góp về vật chất để trợ giúp thường xuyên hàng tháng, với mức hỗ trợ 500.000 đồng một tháng. Được biết, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân giúp một địa chỉ nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt triển khai thực hiện trong suốt 10 năm qua, hàng tháng đã giúp cho các trường hợp bệnh hiểm nghèo với số tiền hàng trăm triệu đồng. Sáng nay tại xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Me Cà Phê Việt Nam tổ chức hội thảo sản xuất cà phê bền vững. Hội thảo với sự tham dự của gần 100 đại biểu là bà con nông dân đang trồng cà phê tại xã Trạm Hành. Bà con nông dân đã được nghe đại diện của công ty Me Cà Phê Việt Nam giới thiệu quy trình canh tác cà phê, giải pháp thực hành nông nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, hướng dẫn bà con nông dân về tầm quan trọng của việc thu hoạch, chế biến cà phê trong mùa thu hoạch sắp đến nhằm đảm bảo chất lượng năng suất. Được biết, trong những năm qua, công ty Me Cà Phê Việt Nam đã hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trong trồng, chế biến cà phê cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn Lâm Đồng, góp phần nâng cao hiệu quả của loại cây trồng này ở địa phương. Sau 3 ngày nỗ lực truy tìm thủ phạm, công an huyện Lạc Dương đã bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1980, có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Đạm Rì, huyện Đạ Oai, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 22 tháng 10 năm 2018, công an huyện Lạc Dương nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Phương, tạm trú tại tổ dân phố Bình C, thị trấn Lạc Dương, về việc bị kẻ gian lấy trộm một chiếc xe máy khi dựng bên lề đường. Trong cốp xe có 30 triệu đồng tiền mặt và 7 chỉ vàng. Qua rà soát camera an ninh của các hộ dân trong khu vực và các cơ quan trên địa bàn thị trấn Lạc Dương và thành phố Đà Lạt, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng đi ra khỏi địa bàn thành phố Đà Lạt và thông báo cho lực lượng chức năng các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cùng phối hợp điều tra, truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày 25 tháng 10, sau khi xác định đối tượng khả nghi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, lực lượng chức năng ập vào bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tùng khai nghiện ma túy đá và đã từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngày 22 tháng 10, đối tượng bắt xe buýt từ Đạ Oai đến Lạc Dương. Khi đi vào khu vực tổ dân phố Bình C, thị trấn Lạc Dương, thấy có một chiếc xe máy dựng bên lề đường nên đã dùng van phá khóa trộm xe chạy thẳng về Cát Tiên để lẩn trốn. Đối tượng chưa kịp tiêu tán tài sản thì bị bắt giữ. Phần tin trong nước và thế giới trong bản tin thời sự tối nay. Cần nhiều giải pháp ngăn ngừa và phòng tránh tình trạng gia tăng bệnh nhân sốt xuất huyết hiện nay. Nga nêu quan điểm về mối quan hệ với Mỹ. Đến thời điểm này, Hà Nội đã ghi nhận gần 2.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong so với cùng kỳ năm trước với trên 34.000 người mắc, 7 người tử vong. Tình hình dịch có chiều hướng giảm, tuy nhiên Hà Nội vẫn là địa phương có diễn biến sốt xuất huyết phức tạp nhất trên cả nước. Cầu Giấy là một trong những quận nội thành Hà Nội có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất. Hiện 100% các phường có ca bệnh ổ dịch. Tính từ đầu năm đến nay, toàn quận có 303 ca, 46 ổ dịch. Hầu hết các phường có số bệnh nhân lũy tích là 20-30 ca. Riêng dịch Vọng Hậu, Mai Dịch có số ca mắc nhiều hơn. Bệnh nhân là sinh viên và người thuê trọ chiếm tỷ lệ lớn. Hiện nay trên địa bàn phường là có tới hơn 3.000-3.500 cái phòng trọ với 200 chủ trọ. Thế mà trong đó thì có khoảng 7.000, hơn 7.000 người trọ ở đây, chủ yếu là sinh viên và người lao động. Thế và cái số lượng người này thì
cái đặc điểm người ta rất là di chuyển đi nhiều nơi. Tập trung vào sinh viên của Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Báo chí Tuyên truyền. Các bạn đến đây ngày thứ năm, lúc đấy là giai đoạn tiểu cầu đã thu rất là sâu rồi. Mũi thì chắc là cũng có ấy. Em cũng không biết là có phải bị sốt xuất huyết nữa không. Gần 10 năm công trình Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy vẫn trong quá trình thi công. Nước ứ đọng ở nhiều nơi. Những bãi đất trống, ngõ ngách, những khu nước đọng tại các công trường như thế này luôn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện lăng quăng, bọ gậy và muỗi vằn. Vì vậy, chiến dịch phun hóa chất diện rộng, phun khu vực nguy cơ cao đã được xử lý. Thì cũng đã xây dựng hơn chục năm nay rồi, nhưng mà hiện nay vẫn là chưa hoàn thành về công xây dựng. Cho nên là nó cũng có tác động ảnh hưởng đến môi trường về xung quanh rất là lớn. Có một số điểm thì nó cũng có xuất hiện một ít lăng quăng, bọ gậy thì chúng tôi đã ấy vôi bột và xử lý triệt để. Thì cũng được Sở Y tế phường và quận cũng có vào nhắc nhở. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết, quận Cầu Giấy đã phun hóa chất cho trên 45.000 lượt hộ gia đình, thực hiện vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy cho trên 300.000 lượt hộ gia đình. Đến nay trên địa bàn 288 ca đã khỏi, 15 trường hợp đang điều trị, không có bệnh nhân nặng, 37 ổ dịch đã kết thúc, còn 9 ổ dịch đang hoạt động. Thì trước đây thì tỷ lệ phun, tỷ lệ hưởng ứng rất thấp, nhưng mà từ sau năm ngoái, đặc biệt là năm ngoái thì nhận thức của người dân cũng đã tốt lên, năm nay vào cuộc quyết liệt. Thì bây giờ tỷ lệ phun toàn trên 90%, có những nơi phun triệt để. Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, y tế cơ sở đang tích cực giám sát, phát hiện xử lý ổ dịch, đảm bảo ổ dịch được xử lý kịp thời, hạn chế số ca mắc mới, triển khai các biện pháp dự phòng và điều trị bệnh sốt xuất huyết. Những người lầm lỗi khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thường có tâm lý mặc cảm, tự ti, đôi khi phải chịu sự kỳ thị của những người xung quanh, khiến việc tái hòa nhập cộng đồng nhiều khó khăn. Hiểu được điều đó, mô hình câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng mục đích giúp những người đã từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng và đạt được những kết quả khả quan. Trở về địa phương với hai bàn tay trắng sau khi chấp hành xong án phạt tù 17 năm, với tâm lý mặc cảm tự ti, anh Ma Văn Bình đã từng có thời gian vô cùng chán nản. Được sự động viên, giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương cũng như những người thân trong gia đình, gạt bỏ mặc cảm, quyết tâm làm lại cuộc đời. Anh Bình đã trồng được hơn 700 gốc cam sành và cho thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, anh còn tích cực giúp đỡ, hỗ trợ cho các hộ khó khăn vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Mặc cảm với xã hội thì làm sao mà cảm được, mình phải tự lo bản thân mình mà. Mà cùng anh em mà đùm bọc lẫn nhau mà để mà sống thôi. À, Đảng ủy, ủy ban, ủy xã, các chính quyền của huyện và của tỉnh thì đấy nó cũng rất mong muốn là làm được cái mô hình này để có, sau này có các anh em nó lầm lỗi quay trở về thì cũng là để làm gương cho anh em sau này. Câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng xã Phú Lưu được thành lập với 7 thành viên là những người đã từng vi phạm pháp luật, hoạt động trên tinh thần quan tâm, tạo điều kiện cho những người một thời lầm lỗi, xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu trở thành người lương thiện và vươn lên trong cuộc sống. Thấy chính quyền Đảng xã nhà nước là cứ thứ nhất là không bỏ mặc chúng tôi, là đã thay lời phản đối về lại động viên chúng tôi làm kinh tế này, động viên chúng tôi là gọi là giúp đỡ anh em này. Đấy thì cứ theo thế thì cái tinh thần của bọn tôi nó cũng rất là thoải mái, chứ không bị phân tâm vì cái tư tưởng nữa. Ý là cũng vẫn là động viên nhau bảo thôi thì mình cũng chưa giúp được nhau về vật chất, thì mình cũng giúp được tinh thần, quan trọng là tinh thần đã. Cũng mong muốn để cho những người đã về phải cộng đồng ấy, là người ta từ bỏ được cái tự ti, từ bỏ được cái mặc cảm, được sự hỗ trợ của tất cả các ban ngành đoàn thể xã, rồi các ban ngành, các chi hội, tổ hội ở thôn ủng hộ, động viên, rồi san sẻ, giúp đỡ về vấn đề này để tránh cho những người đã vi phạm pháp luật mà trở về, người ta cảm thấy mình không bị bỏ rơi. Với sự nỗ lực cố gắng vươn lên cùng sự giúp đỡ của các thành viên trong câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng xã Phù Lưu, đến nay nhiều người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đã có việc làm ổn định, vượt qua mặc cảm, tích cực tu dưỡng, rèn luyện bản thân, chăm chỉ lao động, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Những mô hình như câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng của xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cần được nhân rộng, giúp những người vi phạm pháp luật trở về cảm thấy mình không bị xã hội bỏ rơi. Nga tuyên bố ủng hộ một mối quan hệ bình thường với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới là công việc nội bộ của Washington.
Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 6 tháng 11 sắp tới tại Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, Moscow coi đây là công việc nội bộ của Washington. Nga hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của người dân Mỹ, dù là đối với Tổng thống hay cơ quan lập pháp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tái khẳng định, quan điểm của nước này là ủng hộ việc phát triển mối quan hệ bình thường, tôn trọng lẫn nhau và đầy đủ với phía Mỹ. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục căng thẳng, liên quan tới hàng loạt vấn đề, như việc Tổng thống Mỹ dọa tuyên bố rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF, cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Trong diễn biến gần đây nhất, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc một nữ công dân Nga tham gia một chiến dịch nhằm truyền bá những tin tức giả mạo ảnh hưởng tới cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ Mỹ vào tháng 11 tới. Giới chức ngoại giao Nga cho rằng Mỹ đang thêu dệt chứng cứ để áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng một số chính trị gia tại Mỹ tiến hành một chiến dịch vu khống để giành lợi thế chính trị. Ngày 6 tháng 11 tới, cử tri Mỹ sẽ bầu lại 35 trên 100 ghế tại Thượng viện và toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, cũng như thống đốc của 39 bang và vùng lãnh thổ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã điện đàm để thảo luận về tình hình Syria. Trước thêm hội nghị thượng đỉnh bốn bên gồm Đức, Pháp, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bàn về vấn đề này. Điện Élysée cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp đã thông báo với người đồng cấp Mỹ về mục đích của hội nghị thượng đỉnh bốn bên là nhằm xác nhận cơ chế ngừng bắn tại tỉnh Idlib và làm sâu sắc hơn các cuộc thảo luận liên quan đến tiến trình chính trị giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Hai bên khẳng định cùng chia sẻ các mục đích an ninh, nhân đạo và chính trị tại Syria. Ngoài ra, thông báo của Văn phòng Tổng thống Pháp còn nêu rõ Paris hy vọng việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Idlib sẽ mở đường cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo tiếp cận khu vực này và các bên có thể sớm thống nhất thành lập một ủy ban hiến pháp chung để tổ chức phiên họp đầu tiên vào cuối năm nay tại Geneva, Thụy Sĩ. Hội nghị bốn bên sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ với lãnh đạo của hai quốc gia hàng đầu Liên minh châu Âu là Đức và Pháp về vấn đề Syria. Diện tích canh tác sầu riêng mở rộng nhanh chóng trong vòng một năm qua tại Malaysia. Bất cứ du khách Trung Quốc nào sang Malaysia cũng tìm tới các vựa sầu riêng để thưởng thức loại quả này. Các chuyên gia dự đoán rằng sầu riêng có thể trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất Malaysia thay thế dầu cọ. Hiện có khoảng 1.213 hecta rừng ở Hulu Sempan sẽ bị chặt bỏ để trồng sầu riêng. Trong 10 năm qua, Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu lớn nhất loại quả này của Malaysia, với giá trị nhập khẩu tăng trung bình 26% mỗi năm. Trung Quốc cấm nhập khẩu sầu riêng nguyên quả qua đường sân bay, khiến người dân Trung Quốc săn lùng loại trái cây này ngay tại vườn. Tuy nhiên, việc chặt rừng để trồng sầu riêng gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của loài hổ Malayan tại Malaysia. Không khí chuẩn bị cho lễ hội Halloween đã tràn ngập trên thế giới. Và tại Anh, các gia đình đang tìm đến các trang trại trồng bí ngô để chọn những trái to nhất để trang trí cho lễ hội hóa trang lớn nhất trong năm. Gia đình anh Charlie Ackley đã bắt đầu gieo hạt giống bí ngô từ tháng 5 để kịp cho mùa thu hoạch vào lễ hội Halloween tháng 10 này. Hiện tại đến thời điểm thu hoạch, cả trang trại rộng 22 hectare của anh Ackley đã đầy rẫy những trái bí ngô vàng ruộm, sẵn sàng cho hàng trăm gia đình tới đây để lựa chọn, phục vụ trang trí vào mùa lễ hội hóa trang Halloween. Chúng tôi đã bắt đầu trồng bí ngô vào mùa này được 3 năm. Tôi trồng tất cả 70 loại bí ngô trên diện tích 22 hectare. Những trái bí ngô vàng ruộm là đặc trưng của mùa lễ Halloween. Từ những trái bí này, người ta sẽ đẽo gọt thành hình những chiếc đèn lồng ma quái để nến vào trong, sau đó đem treo trước cổng. Chúng tôi thu hoạch được nhiều loại bí ngô với nhiều kích thước khác nhau, từ kích thước trung bình như bán tại các siêu thị đến những trái bí ngô khổng lồ 30 đến 40 kg. Một trái bí ngô như vậy có thể để được trong 6 tháng. Việc đến những trang trại bí ngô để lựa chọn cho mình những vật ưng ý nhất không chỉ là hoạt động thường niên của mỗi gia đình tại Anh vào mùa Halloween, mà còn là quãng thời gian dã ngoại tuyệt vời cho trẻ nhỏ. Halloween là một ngày lễ lớn trong năm. Tôi rất thích đưa các con đến trang trại lựa chọn những trái bí tuyệt vời, trang trí nhà cửa và hòa mình vào không khí lễ hội. Cháu thích nhất là súp bí ngô. Ngoài việc dùng vỏ bí ngô trang trí cho Halloween, phần ruột của những trái bí ngô cũng còn để dùng nấu súp hay để nướng. Thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay: sức hút và phong trào luyện tập của bộ môn yoga ở Lâm Đồng.
Trong những năm gần đây, phong trào luyện tập bộ môn yoga trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát triển khá mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp, người dân tham gia, đặc biệt là các đối tượng trung và cao tuổi. Môn thể thao nào cũng đem lại cho người tập những lợi ích về sức khỏe. Do đó, cùng với nhiều bộ môn thể thao khác, bộ môn yoga hiện nay cũng là một sự lựa chọn đối với nhiều người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đều đặn hơn một năm nay, chiều nào cũng vậy, tranh thủ thời gian công việc tại gia đình. Bà Sanh, 62 tuổi ở phường 3 Đà Lạt, lại tranh thủ đến trung tâm yoga Đà Lạt để tập luyện bộ môn yoga. Đối với những người lớn tuổi như bà Sanh, bộ môn yoga khá phù hợp bởi sự nhẹ nhàng trong từng động tác. Mới đầu đi tập là bệnh rất nhiều, bệnh thoái hóa cột sống cổ, rồi bệnh đau nhức xương khớp từ năm lâu rồi, năm 40 tuổi là đã đau. Xong lên tập yoga, tập khoảng qua tháng thứ 6 thì thấy người mình nó bớt dần, cho tới bây giờ thì rất là khỏe. Bằng những động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển kết hợp với tâm hồn thoải mái, không chỉ riêng gì bà Sanh, hiện nay bộ môn yoga rất được đông đảo các đối tượng tham gia luyện tập. Từ già đến trẻ, nam hay nữ đều có thể tập luyện được bộ môn thể thao này. Lợi ích của yoga là rất là tốt cho sức khỏe, tức là làm cho con người mình đó, thứ nhất là về cái tinh thần á, rất là nó tạo cho cái tính dẻo dai, bền bỉ và tính có ý chí. Như là mình cảm nhận được là cái sức khỏe của mình nó đẹp từ nó khỏe, nó đẹp từ bên trong ra, thể hiện ra bên ngoài. Đối với những môn thể thao khác thì mới đầu tập sẽ thấy dễ và sau đó nó sẽ khó. Còn riêng đối với môn yoga, mới đầu tập thì sẽ thấy khó nhưng sau đó dễ, bởi vì cơ thể mình nó sẽ thích nghi. Và sau khi thích nghi thì tất cả những cái tư thế và những cái động tác trong yoga nó trở thành dễ dàng và ai cũng có thể thực hiện được. Thì ngoài cái việc nó tác động lên cơ bắp, nó làm cho cơ thể mình linh hoạt, thì nó còn tác động lên tinh thần và nó làm cho tinh thần mình mạnh mẽ, tránh được stress. Xuất phát từ Ấn Độ, yoga là một bộ môn rèn luyện về tâm và cơ thể, giúp người tập có sự hòa hợp giữa cơ thể và tự nhiên. Việc luyện tập bộ môn yoga thường xuyên sẽ giúp cơ thể phát triển một cách toàn diện, cân đối, ngăn ngừa tình trạng thoái hóa khớp, bảo vệ cuộc sống, làm xương chắc khỏe, đặc biệt là giúp máu lưu thông tốt hơn và tăng cường hệ miễn dịch, chống lại một số bệnh về xương khớp, thoái hóa cuộc sống. Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã phát triển được gần 30 câu lạc bộ với trên 3.000 người tham gia tập luyện. Cái môn yoga thực ra nó là một cái môn khoa học, nghiên cứu tất cả những cái vấn đề liên quan đến cơ thể con người và cái sự hòa nhập giữa cơ thể con người với lại cái môi trường xung quanh chúng ta. Từ nam và nữ, từ trẻ cho đến lớn, không có phân biệt tuổi tác hay là giới tính, tất cả mọi người đều có thể tập luyện cái môn này. Mà chúng tôi đang củng cố dần cái phong trào tập luyện trên toàn tỉnh và sắp tới thì chúng tôi cũng có một số những cái định hướng liên quan đến yoga. Ví dụ như là chúng tôi sẽ đưa cái phong trào này phát triển mạnh hơn ở dạng là biểu diễn, hoặc là chúng tôi sẽ tổ chức những cái đợt thi đấu, và sau đó là chúng ta sẽ tiếp tục nâng cao những cái trình độ chuyên môn tay nghề của những người làm hướng dẫn viên, huấn luyện viên trên địa bàn tỉnh, và từ đó có thể giao lưu và tiếp cận ra bên ngoài, và mình sẽ nâng cao cái trình độ của mình. Môn thể thao nào cũng mang lại cho người tập sức khỏe. Yoga cũng vậy, trong xu thế vận động và phát triển của xã hội như hiện nay, thì bộ môn này cũng là một sự lựa chọn phù hợp và thiết thực cho tất cả mọi người, với mục tiêu cao nhất là đem lại lợi ích về sức khỏe cho bản thân, góp phần nâng tầm giá trị cuộc sống. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.